Chiều ngày 15 tháng 6, Hội Nhà báo tỉnh An Giang phối hợp với câu lạc bộ Pickleball Đam mê tổ chức giải Pickleball chào mừng kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2024. Giải đấu với sự tham gia của 10 vận động viên nam được chia thành 5 cặp đôi thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên đã thi đấu nhiệt tình sôi nổi với nhiều pha bóng đẹp tạo khí thế phấn khởi thiết thực chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6. Pickleball hay còn gọi là bóng cầu là sự kết hợp độc đáo của ba môn thể thao tennis, cầu lông và bóng bàn. Điều này đã tạo ra một sân chơi rất thú vị, thu hút mọi lứa tuổi và mọi trình độ kỹ năng. Trong đó, pickleball còn được gọi là môn thể thao gia đình vì nó có thể mang đến niềm vui cho cả gia đình và cùng nhau luyện tập, rèn luyện sức khỏe.